sống đúng, sống đẹp. Những lá thư không gợi, thứ sáu 27 tháng 11. Sống đúng, sống đẹp. Những lá thư không gợi, thứ sáu 27 tháng 11. Lòng Chúa thương xót và thánh thể. Tình thư trên cát. Anh quý mến trong Chúa Kitô đấng yêu mến chúng ta. Mới nhận được thư của anh trong tháng vừa qua, em rất mừng và xúc động. Tuy không viết thư cho anh thường xuyên, nhưng em vẫn luôn theo bước chân linh mục của anh trong những cuộc hành trình khắp nơi. Riêng em, trong âm thầm lặng lẽ, em cảm thấy những phép lạ của Chúa Giêsu hàng hàng lớp lớp trên bước đường linh mục của anh. Không biết anh có nhận ra tình thương của người tha thiết với anh thế nào không? Chắc anh còn nhớ lời Đức Kitô nói với anh: chính Thầy đã chọn con, không phải con chọn Thầy. Khi chọn anh, Chúa Giêsu đã biết anh là cái gì rồi. Cho nên người không bao giờ ngỡ ngàng trước những sai lỗi của anh, hoặc không bao giờ Chúa chặt lưỡi, hối tiếc: ồ, biết thế ta không nên chọn nó. Anh cũng như em, chúng ta đều là đất, không ai thánh hơn ai. Chúng ta tất cả như một thùng táo, mà trái nào cũng có vết, cũng bị sâu ăn cho tới lõi. Không trái nào tốt hơn trái nào. Chúa lấy gì mà lựa chọn? Chúa chọn anh làm linh mục bởi vì Ngài thương anh. Ngài chọn anh để chịu đựng anh, không phải vì anh đạo đức sáng chói hay tài giỏi mà Đức Kitô mê anh đâu. Anh đừng rơi vào cái ảo tưởng ăn ngay ở lành, hãm mình ép sát để làm sáng danh Chúa. Nếu thế, Chúa nghèo nàn đến độ phải nhờ một tạo vật hèn mọn, đầy khuyết điểm như anh em mình để làm sáng danh Ngài hay sao? Thật là nực cười, phải không anh? Vinh quang của Chúa là cho, là trao ban. Vinh quang của chúng ta là nhận, là mở ngỏ hết mức tâm hồn nhớ uế tội lỗi của mình để đón nhận Chúa Giêsu. Hôm nay em thấy vẫn còn những nhà tu, những người phụ trách đào tạo theo chủ nghĩa khắc kỷ, đi ngược lại con đường của Chúa, tự làm khổ mình và làm phiền cho người khác. Anh thân mến, mỗi ngày dâng thánh lễ, anh đều đọc chung với tín hữu lời tung hô: Thánh, 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 trời đất đầy vinh quang Chúa. Câu đó nghĩa là gì? Phải chăng là trời đất đầy uy quyền của Chúa? Mặt trời, mặt trăng, vũ trụ, chim trời, cá biển, sông núi hùng vĩ, mưa gió sấm sét. Không, không phải chỉ có thế. Vinh quang của Chúa là lòng thương xót của Chúa
vẫn từng giây từng phút bao trùm những con người tội lỗi, bảo vệ, gìn giữ để họ tiếp tục phạm tội, làm khổ người khác, làm phật lòng Thiên Chúa, cho dù họ chẳng làm được việc lành phúc đức nào. Anh đừng ngạc nhiên, anh đã từng ra nước ngoài, từng học ở ngoại quốc, cũng như đã sống ở xứ đạo Việt Nam. Anh đã từng đi rong ruổi rao giảng đó đây, hoặc sinh hoạt trong các hội dòng, các đoàn thể, các câu lạc bộ, các nhóm. Anh có thấy chỗ nào cũng toàn gặp những thánh nhân, chỗ nào người ta cũng quỳ xuống tôn vinh Chúa không? Không, nếu có cũng ít lắm, hiếm lắm. Chỉ thấy có sự giữ, phê bình, chỉ trích, nói hành, nói xấu, đả kích lẫn nhau, ganh tị, ganh ghét, gian dối, mánh mung, ám muội, hờn giận và thù hận. Ngay ở trong những nơi đạo đức, trong các dòng tu, các sứ đạo, người ta cũng phải dè chừng nhau. Ở đó vẫn có đầy rẫy những khuyết điểm, ganh tị, tranh giành ngôi thứ, chèn ép lẫn nhau, bè phái xì xèo. Với vài việc hãm mình lẻ tẻ của sức con người, đáng gì? Thế mà, lạ lùng thay, Chúa vẫn gìn giữ mọi người sống khỏe mạnh, sống nhợt nhơ, ban ngày có cơm ăn no bụng, tối nằm xuống ngủ ngon lành, để sáng mai thức dậy lại phạm tội, và còn phạm tội khủng khiếp hơn nữa. Anh à, trời đất đầy vinh quang Chúa là thế. Trời đất đầy vinh quang Chúa là trời đất tràn đầy lòng thương xót của Chúa, lòng yêu mến của Chúa, sự chịu đựng của Chúa. Chúa Giêsu đã phải rách nát trái tim ra mới thương nổi chúng ta. Thánh thể Ngài phải bị nghiền nát bởi hàm răng như mãnh thú của chúng ta, để tỏ tình thương cho chúng ta, để ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Mối tình của Thiên Chúa dành cho con người không dễ dàng như đôi vợ chồng mới cưới du dương ngây ngất trong tuần trăng mật đầu. Đôi uy nương yêu thương nhau là thế, thề non hẹn biển với nhau là thế. Nhưng nếu có một trong hai người đi ngoại tình với kẻ khác thì hôn nhân tan vỡ ngay. Thế nhưng anh thấy đó, tình yêu của Chúa Giêsu với loài người tội lỗi, cách riêng với tín hữu, vẫn nồng nhiệt, mặc dù chúng ta luôn ngoại tình với Ngài để chạy theo các tạo vật khác, chạy theo danh lợi thú tham sân si. Anh thân mến, em muốn viết rất nhiều cho anh, nhưng thời gian và giấy mực có hạn. Xin anh cầu nguyện mỗi ngày và chăm chú nhìn vào lòng Chúa thương xót nơi thánh thể. Mỗi khi anh cầm trong tay khi dâng lễ, đừng làm như thói quen, đừng dâng thánh lễ như một cái máy anh nhé. Tất cả mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa là nơi thánh thể. Thánh thể là nơi ta chiêm ngắm sự giàu có vô phương dò thấu của lòng thương xót Chúa tỏ hiện tột đỉnh nơi thánh thể. Và anh hãy dìm mình trong đại dương lòng thương xót ấy. Đừng dìm mình trong danh lợi thú, đừng dìm mình trong những bữa tiệc linh đình, những rước sách ồn ào, những tổ chức nặng phần hình thức, trình diễn, nghi lễ, chỉ có hình thức bề ngoài
mà nội dung hoàn toàn rỗng tuếch. Anh đừng dìm mình vào trong những cuộc vui chơi đó, trong những hình thức đó. Đừng dìm mình vào trong những danh vọng hão huyền, trong quyền lực để tỏ mình ra là người có bản lãnh. Đừng dìm mình vào những danh vọng, tất cả rồi cũng qua đi thôi anh ạ. Một dòng tu, một giáo xứ mà sống trong bầu khí luôn mâu thuẫn lẫn nhau, gây chia rẽ bè phái, thì nó trở thành cái gì? Nó không phải là nhà cầu nguyện nữa. Đức Giêsu nói, nhà cha ta là nhà cầu nguyện. Anh có nhớ câu Where charity and love are, there is God. Đâu có lòng yêu thương bác ái, ở đó có Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh còn nói mạnh hơn, không yêu mến thì không biết Thiên Chúa. Whoever is without love does not know God. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 8. Đạo đức là cái gì nếu không hòa hợp nhau, không chấp nhận nhau, không tôn trọng những khác biệt của nhau? Đức Giêsu chỉ tìm đến những kẻ tội lỗi, những kẻ chống đối người. Đức Giêsu không chỉ thương những người thuộc phe ta. The love of Christ has gathered us into one. Tình yêu của Đức Kitô đã nối kết chúng ta nên một. Chia rẽ là của Satan, là tự hủy diệt, là ở trong bóng tối. Chia rẽ là chết. Anh yêu dấu, xin anh cứ bám chặt lấy Chúa Giêsu và yêu mến mọi người. Trước khi anh chịu lấy thánh thể Chúa Giêsu, xin anh tha thiết cầu nguyện cho những người chống đối mình, và hãy sống bình an với mọi người trong Đức Kitô. Hội thánh thời đại nào có nhiều linh mục cho mình là đạo đức, thời đó hội thánh gặp nhiều trở ngại, khó đem Đức Kitô đến cho người khác. Một linh mục ngồi tòa giải tội, có thấy mình yếu hèn tội lỗi thì mới thông cảm được nỗi yếu đuối của những người quỳ trước mình xin ơn tha thứ. Xin anh hãy đọc lại Hiếp-ri chương 4 câu 15 và Hiếp-ri chương 5 câu 2 để thấy rõ Đức Kitô. Đạo đức là rào cản giữa con người với Thiên Chúa. Biết mình là nghèo hèn, là trắng tay, là bất lực, mỗi bước đi của mình là bước vào tội lỗi một cách dễ dàng. Những tâm hồn ấy mới dễ gặp Đức Kitô và mới dễ thông cảm với người khác, nhất là những người nghèo hèn tội lụy. Đức Kitô thương những tâm hồn ấy. Chúa Giêsu nói, hãy đến với tôi những kẻ lao đao. Ngài không nói, hãy đến với tôi những người đạo đức. Xin anh hãy có tấm lòng của Đức Kitô để hết lòng xót thương những tâm hồn khổ đau tất bật, những người chẳng có gì để biếu xén anh, mà nhiều khi chỉ đến để làm phiền và xin xỏ anh. Hãy tìm đến họ, đem lòng Chúa thương xót, đem trái tim Chúa Giêsu cho họ. Chúa Giêsu đang cần những linh mục như vậy. Giáo dân đang cần những vị mục tử như thế. Em tạm ngừng ở đây anh nhé. Chào anh trong Chúa Kitô. Tôi cảm thấy mình đang bừng cháy. Tôi sẽ chiến đấu với tất cả sự dữ bằng vũ khí của lòng thương xót. Tôi đang bừng cháy vì khát vọng cứu các linh hồn. Tôi sẽ đi tung hoành khắp nơi và mạo hiểm đến tận những biên cương, tận cùng của thế giới, tất cả những miền đất hoang sơ để cứu vớt các linh hồn. Tôi làm việc này bằng cầu nguyện và hy sinh.
Tôi muốn mọi linh hồn đều tán dương lòng thương xót Thiên Chúa. Mỗi người đều cảm nhận những hiệu quả của lòng thương xót ấy nơi bản thân họ. Các thánh trên thiên đàng tôn thờ lòng thương xót Chúa. Còn tôi muốn tôn thờ ngay ở dưới thế và truyền bá lòng thương xót Chúa theo cách thế Chúa truyền cho tôi. Tặng anh câu nhật ký số 745, trích trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Chào anh. Con bao phen ngã xa xin Chúa thứ tha.